Chương 1 Trình cung sống lại Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi, làm vân đế quốc, để đô vân ca thành, trong phủ nhất đẳng trấn quốc công trình tiếu thiên, một nam nhân có thân hình cao lớn đang nổi trận lôi đình, nhìn về phía trên giống như một con cự hùng nổi giận. Có phải tiểu vương bác đảng này muốn chọc giận chết ta mới cam tâm hay không? Không ngờ lại làm ra cái chuyện hư hỏng đó, cưỡng giang, nhưng lại con mẹ nó chưa thành người nổi trận lôi đình kia là tộc trưởng thế hệ này của trình gia có danh xưng bạo hùng là nhị đẳng bá tước trình vũ phi mà tiểu vương bác đảng trong miệng hắn chính là đứa con độc nhất của hắn quần là áo lược nổi danh đệ nhất vân ca thành phá gia chi tử đứng đầu tứ đại hại đế đô trình cung trình đại thiếu trình vũ phi càng nói càng tức thân hình giống như cự hùng nổi giận đi tới đi lui trong đại sảnh thân thể như thường của cự hùng Mặt đất cũng đang rung rẩy, địa phương hắn đi qua đều nhao nhao vỡ vụn, tuy trong miệng mắng chửi tiểu vương Bác Đảng, nhưng ánh mắt nhìn về phía phòng ngủ trong nội viện lại mang theo thần sắc vô cùng lo lắng, bởi vì vừa rồi từ khi nhi tử trở về, tình huống rất không ổn. "Lão? Lão gia, lão thái gia bảo ta truyền lời cho ngài là là lập tức lăn qua đây, nhưng vào lúc này, một hạ nhân vội vàng hấp tấp chạy đến, người chưa tới âm thanh đã tới trước sợ hơi chậm một chút thì trình vũ phi sẽ đá bay hắn lan qua đây còn lập tức ở bên trong toàn bộ lam vân đế quốc cũng chỉ có một người dám nói như thế mới vừa rồi trình vũ phi còn nổi trận lôi đình lập tức biến sắc nhưng cũng không dám có chút chậm trễ bước nhanh về phía nội viện từ nhỏ trình vũ phi đã bị trình tiếu thiên dùng quân lệnh quản giáo bạo hùng hắn không sợ trời không sợ đất nhưng mà nghe được quân lệnh của phụ thân lại không dám chậm trễ chút nào nội viện trình gia ở trong tầng tầng trận pháp, trấn quốc công trình tiếu thiên đang lẳng lặng đứng ở trên mặt hồ, dưới chân của hắn chỉ có một nhánh cây bằng ngón tay, cả phía dưới không ngừng du động ở chung quanh, hồ nước này căn bản không giống như một loại hồ chết do người kiến tạo, bên trong sinh cơ giạc. Giao Trình tiếu thiên mặt trường bào rộng thùng thình, tuy đã qua tuổi thất tuần nhưng râu tóc đen nhánh, thoạt nhìn chưa tới năm mươi. Cả đời chinh chiến, với tư cách binh mã đại nguyên soái của Lam Vân Đế Quốc, thống soái mấy trăm vạn tướng sĩ, trên người có một cổ sát khí uy nghiêm, lúc tuổi còn trẻ càng là gương cho binh sĩ, tung hoành thiên hạ, mà giờ khắc này hắn đứng ở chỗ kia, đúng là mượn nhờ hoàn cảnh nơi này để hóa giải đi sát khí quá nặng thời tuổi trẻ. Hôm nay Trình Tiếu Thiên đã sớm nhiều năm không lãnh binh, hơn nữa là đang nghĩ đột phá cảnh giới trước mắt như thế nào, bản thân Trình Tiếu Thiên cũng là một trong số ít người ở trong Lam Vân Đế Quốc đạt tới thoát tục kỳ tầng thứ sáu, lúc tuổi còn trẻ chém giết trên chiến trường, Trung niên thì thống lĩnh trăm vạn hùng binh, vì nước chinh chiến, tuy thiên phú không tầm thường, lại không có biện pháp toàn tâm tu luyện. Hôm nay niên kỷ đã lớn, nhưng Trình Tiểu Thiên còn chưa có buông tha, đại nguyên soái có thể thống lĩnh trăm vạn hùng binh, làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không sợ hãi. Hôm nay hai đứa con trai cũng đã trở thành đại tướng quân, quốc gia cũng không còn chiến tranh quá lớn, hắn cũng có thể yên lòng chuyên tâm tu luyện. Tiểu vương Bác Đảng này khẳng định lần này sẽ bị lão gia tử răng dậy rồi, sao ngươi không thể học một ít bản lĩnh của Trình Lam, ngươi làm cho lão tử ta cũng không may theo ngươi. Một hồi phải biết nói sao cùng lão gia tử, lúc này, Trình Vũ Phi đã đi tới hành lang, trong miệng nhẹ giọng lầm bầm, cái này là dũng vũ đại tướng quân dám mang theo đội ngũ ngàn người sát nhập vào vạn dặm cảnh nội của địch quốc, một đường liên tục chiến đấu ở các chiến trường năm hành tỉnh, giết chết mấy trăm tên quan viên, cướp bóc hơn vạn phú hộ thống lĩnh ba vạn người đối chiến 20 vạn địch nhân, còn có thể lấy ít thắng nhiều, lúc này lại là lông mày trói chặt, sầu mi khổ kiểm lầm bầm lầu bầu, đang nghĩ nên ứng đối phụ thân như thế nào. Bành, Trình Tiếu Thiên đứng trên nhánh cây, nhánh cây dưới chân mãnh liệt trầm xuống trong hồ, khí tức trên người hắn lập tức khuếch tán, đàn cá phía dưới điên cuồng chạy thục mạng, có một ít bị khí tức này chấn hôn mê, nổi lên bền trên mặt hồ, trên mặt uy nghiêm của Trình Tiếu Thiên lập tức lộ ra vẻ vô cùng tức giận, dưới chân phát lực lập tức trong cơ thể có một cổ nguyên khí cường hoành, mặt hồ dưới chân bị áp bách, xuất hiện một lõm nước sâu chừng 2 mét. Sau một khắc, trình lão gia tử đã vọt tới, khoảng cách hơn 10 mét chỉ lóe lên là tới, trực tiếp vọt tới trước người trình vũ phi. Cái gì? Người. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Trình Vũ Phi cảm giác được có người vọt tới, lực lượng trong cơ thể lập tức tăng lên. Nhưng hắn đường đường là dũng vũ đại tướng quân, nổi danh bạo hùng của đế quốc, tự nhiên sức chiến đấu không kém, trước 40 tuổi đã đạt tới siêu phàm kỳ tầng thứ 8, quanh năm chém giết càng làm cho hắn tùy thời có thể lập tức bộc phát nghênh địch. Siêu phàm, siêu phàm, một khi phạt mạch kỳ có thể vượt qua một bước này, tiến vào siêu phàm kỳ, thì triệt để tiến vào một thế giới mới, lực lượng cũng sẽ phát sinh cải biến bản chất, mặc dù nói di sơn đảo hải còn có chút khoa trương, nhưng đã có được lực lượng siêu phàm không phải nhân lực có thể chiến thắng, nhưng mà lần này lực lượng của hắn vừa mới bộc phát, thời điểm hắn còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, đã bị một cước đạp bay ra ngoài. Thân thể trực tiếp đụng nát mấy hành lang, sau một khắc, Trình Tiếu Thiên tiến lên đánh mấy quyền. Hắn là tiểu vương bác đảng, vậy là ngươi cái gì, lão tử ngươi là cái gì, Trình Tiếu Thiên hoàn toàn mất hết bình tĩnh như lúc tu luyện vừa rồi, bạo tính hoàn toàn bộc phát, trực tiếp đánh nhi tử một chầu. Được ta biết ngay sẽ không may bị lão gia tử đạp bay, Trình Vũ Phi đã biết chuyện gì xảy ra rồi, rất có kinh nghiệm ông đầu không tránh không né, rất ngưu bức a, à, tất cả đều là tiểu vương bác đảng kia gây họa, nếu không phải hắn bị thương, xem ta thu thập hắn như thế nào, Trình Tiếu Thiên ngoại trừ cước thứ nhất dùng một chút nguyên khí, phía sau thì không có sử dụng, đánh mấy quyền cũng hết giận không ít. Đừng nhìn thời điểm lão gia tử thống lĩnh trăm vạn quân đội thì tỉnh như giếng cổ, gần sống không sợ hãi, bình tĩnh thông dông, văn thao vũ lược. Nhưng chút ít lão huynh đệ trước kia hoặc là người trình gia đều biết, nếu lão gia tử thật sự nổi giận, tính tình sẽ bạo phát vô cùng. Đừng có nằm đó ăn vạ, ngươi đã đạt tới siêu phạm kỳ tầng thứ 8 rồi, da dày thịt béo, đánh ngươi mấy cái còn chưa tới mức như vậy, đánh một hồi tâm tình đỡ hơn một chút, thấy trình vũ phi một bộ thống khổ. Trình lão gia tử thiếu chút nữa bị bộ dạng kia chọc cười, trình vũ phi nghe xong lập tức đứng thẳng thân thể, từ nhỏ sinh trưởng trong gia đình quân nhân đứng như tùng ngồi như chung đi như gió những điều này đều là cơ bản nhất nhưng tiểu vương bác đảng nhà mình kia được xưng đế đô đệ nhất quần là áo lược đứng đầu tứ đại hại lại là ngoại tộc thực nghĩ mãi mà không rõ kinh nghiệm năm đó lão gia tử quản dạy mình cùng đệ đệ đâu rồi nếu như hắn quản dạy tiểu vương bác đảng kia như năm đó đối đãi mình cùng đệ đệ đoán chừng hắn sẽ không biến thành như vậy kết quả còn đổ trách nhiệm lên đầu mình khổ a à? Phước Trình Vũ Phi nghĩ không ra, Trình Tiếu Thiên hừ lạnh một tiếng. Biết rõ vì sao ta đánh ngươi không? Hài Nhi không biết cách dạy con, để cho tiểu vương, số tiểu tử kia làm nhục danh dự gia tộc, cho nên. Cái rắm, Trình Tiếu Thiên không đợi Trình Vũ Phi nói xong đã tức giận nói. Trình Tiếu Thiên ta 15 tuổi nhập ngũ, 19 tuổi làm tướng quân, 22 tuổi lĩnh 10 vạn đại quân bình định phản loạn, 25 tuổi lĩnh trăm vạn đại quân khai cương khoách thổ cho đế quốc, để cho đế quốc từ 26 hành tỉnh tăng đến hôm nay là 39 hành tỉnh, 32 tuổi phong làm đại nguyên soái thống lĩnh binh mã thiên hạ, 41 tuổi phong trấn quốc công, 55 tuổi mang huynh đệ các nguyên ngăn cản liên quân của ngũ quốc. 60 tuổi, từ dân nghèo đến thống lĩnh thiên hạ binh mã đại nguyên soái phong trấn quốc công, đã gặp phải bao nhiêu chỉ trích, bất công. Quý tộc đế quốc cho dù đến bây giờ, cũng không nhận thức trình gia chúng ta là huyết thống quý tộc, coi chúng ta là mãn phu. Như thế thì đã sao? Danh dự gia tộc, chó má, danh vọng của Trình gia chúng ta là dựa vào nắm đấm đi ra, là dựa vào quân công đổi lấy, những nghị luận chó má kia tính là cái gì khi còn bé ta đánh người, hơi chút gây sự thì lão gia tử liền thu thập ta, thời điểm ta không chú ý thì hắn nói ta làm nhục danh dự gia tộc, hiện tại sao lại thay đổi trái ngược như vậy? Người với người sao đãi ngộ bất đồng như thế, chẳng qua nếu như không phải là vì cái này, tại sao lão gia tử lại tức giận như thế? vẫn không rõ sao, ngươi làm phụ thân người ta như thế nào vậy, nhi tử bị đánh thành như vậy, ngươi ngay cả cái rắm cũng không có, thấy vẻ mặt Trình Vũ Phi mờ mịt nghi hoặc đang nhìn mình, Trình Tiếu Thiên thực sự có xúc động muốn động thủ lần nữa. A, à, Trình Vũ Phi nghe xong lập tức vẻ mặt đau khổ. Ngươi tiểu, tử này muốn cưỡng gian là công chúa, ta không chiếm lý. Chiếm lý, cái gì gọi là chiếm lý, lúc nhỏ những hài tử vương công quý tộc bị ngươi đánh còn thiếu sao? mà ngay cả đương kim bệ hạ cũng bị ngươi đánh qua lúc kia ngươi có chiếm lý không lần nào không phải lão tử giúp ngươi đỡ đòn thấy trình vũ phi còn có chút không phục trình tiếu thiên nói lão tử trở về giáo huấn ngươi như thế nào cái kia là sự tình trong nhà cưỡng gian công chúa không phải còn chưa thành sao đã thành mới gọi cưỡng gian không có thành chính là cái gì cũng chưa có làm hôm nay lão tử là muốn hỏi ngươi ngươi dạy nhi tử như thế nào ngay cả một công chúa cũng cưỡng gian không được nhớ rõ trước kia lão tử tứng nói cho ngươi không, ở bên ngoài ngươi đánh người, trời sập xuống cũng có lão tử đỡ đòn cho ngươi, bị người đánh, trở về lão tử đánh chết ngươi. Ta dạy nhi tử như thế nào, ngươi dạy con của ngươi như thế nào, ngay cả con mình cũng không bảo hộ được, lăng, trình tiếu thiên nói xong, lại đá một cước, trực tiếp đạp bay dũng vũ đại tướng quân ra ngoài, nhưng mà lần này lực lượng vô cùng xảo diệu. Sau khi trình vũ phi bay ra ngoài hơn 10 thước thì xoay người rơi xuống đất, vuốt vuốt bụng sau đó gãi gãi đầu, vừa rồi lão gia tử nói có ý tứ gì đây? Chẳng lẽ nhi tử mình cưỡng gian công chúa không thành, bị đánh trọng thương, còn muốn mình đi tìm bệ hạ nói lý lẽ, hay là lão gia tử không cao hứng vì con mình không đủ dũng mãnh, không có gạo nấu thành cơm? Ân, ừ, hẳn là ý tứ này, lập tức nghĩ lại lời vừa rồi của lão gia tử, bạo hùng trình vũ phi ưỡng ngực, không được, việc này không thể cứ như vậy được, ai nói ta không bảo hộ được con mình. Tiểu vương bác đảng, làm phụ thân của ngươi thật không dễ dàng, nhìn nhi tử hầm hầm đi ra, trình tiếu thiên lầm bầm lầu bầu nói. Sau đó sắc mặt của hắn trầm xuống. Tra cho ta, chuyện này đến cùng là như thế nào, trình gia ta không tìm người khác gây phiền toái, bọn hắn nên ở nhà thắp nhang thơm cầu nguyện rồi, bây giờ lại có người dám đụng đến cháu ruột trình gia ta, chẳng lẽ bọn hắn thật sự cho rằng lão hổ không ra oai giống như mèo sao? Vâng, trình tiếu thiên vừa dứt lời, ở hành lang có một thanh âm truyền đến nhưng hành lang trống trải lại nhìn không thấy bất luận kẻ nào Hai linh hồn bất đồng dung hợp tràn đầy thống khổ trí nhớ bị xé thành vô số mảnh vỡ thôn phệ dung hợp lẫn nhau thậm chí có thời điểm ngay cả trình cung cũng có chút không phân biệt được rốt cuộc mình là cửu châu thập đại đang đạo đại sư trình cung hay là đế đô đệ nhất phá gia chi tử đứng đầu tứ đại hại trình cung tiểu tử này thật là một nhân tài cho dù dùng kiến thức rộng rãi như trình cung sau khi tiêu hóa hết trí nhớ của trình cung này cũng nhìn không được sâu một hơi, nếu như những trí nhớ kia nói ra, có thể viết ra mấy trăm bản tiểu thuyết cấm. Ồ, có cổ quái, trong đầu hắn hiện lên màn cưỡng gian chưa thành kia, thời điểm trình cung nhìn đến đây cũng không có chú ý, đột nhiên nhíu mày, tình huống lúc đó tự hồ có chút không đúng, theo tình huống lúc đó xem ra, tự hồ là tiểu tử này muốn xé quần áo nữ nhân kia, hai tay nữ nhân kia dốc sức liều mạng ôm trước ngực, muốn chống cự trình cung xâm phạm, hết thảy thoạt nhìn tự hồ là hợp tình hợp lý nhưng mà nhớ lại lần nữa trình cung lại đột nhiên phát hiện tự hồ ánh mắt nữ nhân kia quá tỉnh táo đúng vậy xác thực là có thể dùng tỉnh táo để hình dung cái này cái này quá giả a à. sau khi trình cung tỉnh lại vẫn trận mắt há hốc mồm đứng phía trước gương thần thái cùng biểu lộ kia căn bản không giống như đang soi gương giống như là đang quan sát một con kiến muốn cưỡng gian voi bất quá cái này cũng không trách được trình cung ngạc nhiên nếu đổi thành ai khác phát hiện mình biến thành một người khác, chỉ sợ cũng trận mắt há hốc mồm như trình cung, đây không phải giả. Đây là con mẹ nó quá giả, đây quả thực so với con kiến cưỡng gian voi càng thêm không thể tưởng tượng, điểm chết người nhất chính là cho tới bây giờ, đầu mối duy nhất của trình cung chỉ là ở chỗ sâu trong thức hải, một đống mảnh vỡ trí nhớ loạn thất bát tao, trình cung không thể không xấu hổ thừa nhận, mình rất có thể là chiếm cứ thân thể của một thằng quỷ không may nào đó, cũng là đoạt xá trong truyền thuyết may là ở trong thức hải có một đống trí nhớ loạn thất bát tao để cho trình cung tìm được một chút manh mối từ mớ lộn xộn kia bây giờ hẳn là mình chiếm cứ thân thể của một người nói đến tên không may này ngược lại là có chút ý tứ không ngờ danh tự cũng là trình cung chỉ có điều không phải là trình cung một trong cửu châu thập đại đang đạo đại sư mà là cháu trai của trấn quốc công trình tiếu thiên nhi tử của dũng vũ đại tướng quân trình vũ phi trình cung nghe trọn bộ tại mê truyện audio com link trực tiếp ở phần mô tả